Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày hôm qua 13 tháng 7, tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ cháy lớn ở doanh nghiệp gỗ rộng hàng nghìn mét vuông. Theo những người chứng kiến vụ việc, thì ngọn lửa xuất phát từ kho sơn, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xưởng gỗ và bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Hàng chục xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy và chữa cháy đã lập tức có mặt để dập lửa. Tính đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Lực lượng chức năng cho biết lúc này mới chỉ dập tắt được 2 phần 3 đám cháy. Tuy nhiên đây là xưởng gỗ lại có kho sơn chứa nhiều chất dầu nên đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về đám cháy trong các chương trình tiếp theo.